ngày 24 tháng 9, tức là ngày 12 tháng 8 âm lịch, các sân khấu lớn tại thành phố Hồ Chí Minh đồng loạt tổ chức nghi lễ cúng tổ của ngành sân khấu. Daniel đã có mặt tại sân khấu kịch Hoàng Thái Thanh từ rất sớm để ghi lại những hình ảnh về buổi lễ tại đây. Chủ trì buổi lễ là nghệ sĩ ưu tú Thành Hội và đạo diễn Ái Như. Có rất nhiều nghệ sĩ lão thành đã có mặt để cùng dâng hương lên tổ nghiệp. Có mặt tại đây, diễn viên trẻ Trần Quốc Dũng đã tiết lộ về những điều đáng lưu ý trong nghề mà mình được truyền lại từ các bậc đi trước. Quốc Dũng xin chào mừng quý vị độc giả của Daniel. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ nói về những điều cấm kỵ trong sân khấu. Thứ nhất là chúng ta đến với sân khấu thì chúng ta không được mang trái lựu nè, trái lê nè, trái thị là một trong những trái rất là quan trọng. Và đặc biệt là khi mà bạn chúng ta đang trang điểm thì chúng ta sẽ không được khen là ô sao hôm nay mặt đẹp quá vậy, hay là trời đất ơi dễ thương quá chụp hình cái. Đó là những điều cấm kỵ. Nếu như những nghệ sĩ lớn thì họ sẽ phải bôi mặt và họ sẽ phải làm lại, không được ăn hột vịt lộn trước khi diễn. Và đó là những cái điều là khi mà ăn á thì lên cái lời thoại chúng ta sẽ bị đảo lộn tùm lum nè. Đó là một số cái cấm kỵ cơ bản mà các bạn nếu như yêu thích bộ môn nghệ thuật thứ bảy này thì các bạn hãy lưu ý nhé. Cùng thời điểm này thì sân khấu kịch IDCAP cũng tổ chức buổi lễ cúng tổ ngay tại sân khấu Trần Cao Vân với sự góp mặt của các anh em nghệ sĩ. Daniel lại có dịp được nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc chia sẻ về nguồn gốc ngày giỗ tổ, câu chuyện kỳ bí mà chính anh đã từng trải qua, cùng quan điểm của anh về việc kiên cử trong nghề sân khấu. Tổ nghiệp thì thực tế, cụ thể đó là ai thì đây là còn là một cái, nó vẫn còn là một cái lời đáp rất dài, là một câu chuyện rất dài. Nhưng mà chúng tôi biết là có ba vị tổ nghiệp mà chúng tôi khi chúng tôi khấn vái thì bao giờ cũng chúng tôi khấn vái là tam vị thánh tổ. Tiên sư, tổ sư, thánh sư. Ngoài ra còn có thập nhị công nghệ. Bởi vì một cái tác phẩm sân khấu nó gồm có, nó liên quan đến may vá này, hóa trang này, tóc này, kiến trúc này, hội họa này, da dày này, vân vân và vân vân. Tức là tới 12 cái ngành nghề nó phối hợp với nhau nó mới ra được một cái tác phẩm sân khấu. Cho nên khi mà chúng tôi khấn vái, thường thường đối với những cái đoàn nghệ thuật tuồng cổ và cải lương thì trên cái bài vị người ta để 12 cái cốt đủ của thập nhị công nghệ luôn. Còn không thì chúng ta có thể đơn giản hơn là chúng ta khấn vái tam vị thánh tổ, là ba cái vị tổ gần nhất với cái nghề hát. Cụ thể đó là ai, tên gì thì thật ra thì tôi cũng có được ba, tôi là nghệ cố nghệ sĩ nhân dân Thành Tôn cũng kể lại. Nhưng mà xin lỗi, tôi là cái người cũng hơi duy tâm một chút cho nên tôi sẽ không nói rõ cái tên của vị tổ đó là ai. Tuy nhiên một trong những cái vị tổ đó theo lời ba tôi kể lại thì có một vị mà chúng ta có thể nói tên được, bởi vì đây là một nhân vật lịch sử mà ai cũng biết, đó là cụ Đào Duy Từ. Cô Đào Duy Từ là một trong những người rất là cổ suý và khuất trương cái nền nghệ thuật hát bội ở miền Trung, gọi là nghệ thuật tuồng. Mà nghệ thuật sân khấu Việt Nam thì xuất phát từ cái nền nghệ thuật sân khấu tuồng là từ đó mà ra. Trong đó có một vị ngày xưa là hành khất. Có lẽ chính vì vậy mà ở trong những người trong giới nghệ sĩ, người ta rất là kiên cử. Người ta hay kiên cử là cho tiền người hành khất. Người ta bảo là cùng một ông tổ thì không có nên bố thí cho nhau. Nhưng mà riêng cá nhân của tôi thì tôi lại nghĩ ngược lại. Tôi nghĩ là nếu như mà cùng một ông tổ với nhau thì nên giúp đỡ nhau chứ, chả kiên cử gì cả. Mà tôi cảm thấy là hình như tôi còn được cái phước nhiều hơn. Cái này là do cái mỗi một người theo cái quan điểm của mình suy nghĩ mà thôi. Trong ngành sân khấu thì người ta có rất nhiều cái kiêng kỵ, thí dụ như là không được ăn mía. Bởi vì nếu mà ăn mía thì nghệ sĩ dễ bị quên lời trong lúc đang hát lắm. Tại sao lại có cái truyền thuyết như vậy? Là bởi vì nó có cái này, là bởi vì người ta nói là một trong những cái tam vị thánh tổ có một vị là trẻ con, một vị là con nít. Làm một cái vị, tôi nghĩ là cái này nó mang tính ước lệ thôi, bởi vì một cái vị tổ mà là một trẻ con có nghĩa là biểu tượng cho sự hồn nhiên, cho sự hồn nhiên của nghệ thuật, hồn nhiên như một đứa trẻ. Có lẽ chính vì vậy đó cho nên mà trẻ con ngày xưa thì rất thích ăn mía. Nó cho nên nếu mà ai mà đem mía vào trong hậu trường cánh hát thì tại vì vị tổ, một trong những vị tổ đó là trẻ con, cho nên thấy mía là thích, và thấy mía là thích thì cho lao vô lo ăn, cho nên không có lo chứng cho cái đêm diễn đó. Cho nên nghệ sĩ cái đêm đó sẽ rất dễ bị quên tuồng ăn như vậy. Mà lúc tôi theo gánh hát của ông bà xưa đó thì gánh hát đi lưu diễn hay có những cái rương đồ hát, những cái rương để đựng trang phục, đựng đồ đạo cụ. Một cái gánh hát đi lưu diễn như thế là có mấy chục cái rương đồ, và khi mà gánh hát
dừng lại thì rương đội sắp dài ra. Nó vừa là cái nơi để nghệ sĩ ngồi làm tuồng mà cũng là nơi để cho những người làm đồ hội á, có nghĩa là làm phục trang lấy đồ. Một trong những điều kiên kỵ nhất là trẻ con mà ngồi trên cái rương đồ hát là không có được dọng chân vào tường. Đó là một dọng chân vào cái rương đồ hát. Thì tương truyền là khi mà trẻ con mà dọng cái chân vô cái rương đồ hát á, thì ở trong đoàn thế nào cũng có gây lộn đánh lộn nhau. Lúc tôi còn nhỏ xíu trong cái nát của ông cậu tôi ở Đình Cầu Quan, tôi thử tôi làm thì điều đó nó xảy ra có thiệt. Cái này tôi không lý giải được, mà tôi nghĩ thế là cứ lần nào mà tôi lén tôi giọng cái đùng đùng cái là y như đằng trong đàn thế nào nghệ sĩ cũng có người gây lộn với nhau rồi quánh lộn y xèo trong đoàn hát hết. Mà thật sự ra nó có những điều mà bản thân tôi kiểm nghiệm tôi thấy nó không có, và có những điều mà tôi kiểm nghiệm tôi thấy nó có. Tôi nghĩ trên hết cái người nghệ sĩ phải biết tự tin vào bản thân mình, còn những cái điều mà mình kính trọng bằng cái trái tim mình, bằng cái sự tín ngưỡng của mình thì điều đó nó cũng là điều cũng tốt thôi. Tổ trái có nghĩa là có khi là tổ chọc ghẹo mình làm cho mình bị hỏng một cái lớp diễn. Thứ hai nữa là tổ nhiều nghệ sĩ cho rằng một là nghệ sĩ trêu ghẹo mình, hai là tổ nghiệp muốn trừng phạt mình bởi vì mình đã có những cái điều thất thố trước bàn thờ. Lúc tôi còn là một cậu bé thì tôi đã từng chứng kiến trước một cái đình hát của trước một cái cổng của cái đình vô cái gánh hát của cậu tôi ngày xưa, thì tôi thấy có một cái ông già và người ngộm rất là hôi hám dơ bẩn và đứng trước gánh hát cứ xin tiền khán giả đi ra đi vào. Thì tôi rất là sợ, hình ảnh đó tôi rất là sợ. Thì má tôi với ba tôi có giải thích đó chính là một ông kép hát rất là nổi tiếng vào thời ba má tôi còn đi hát, và cái người này rất là khinh suất, coi thường đồng nghiệp và coi thường tổ nghiệp. Đã có một lần ông ta đã tự cho rằng cái nghề hát của mình là giỏi là do tự bản thân mình giỏi chứ chả có ai phù hộ cho mình cả, cho nên ông ta không có tin tưởng vào tổ nghiệp. Và có một lần ông nó cầm một cái cây giáo, cái cây thương mà ông ta thách thức tổ nghiệp bằng cách ông ta đâm thẳng vào bàn thờ tổ. Đây là một cái sự kiện gây một cái kinh hoàng cho gánh hát của cậu tôi vào thời điểm đó. Thì sau đó một năm thì ông này bị bệnh thần kinh. Gần như là bị điên loạn luôn và không đi hát được nữa. Và tôi cũng cần nhắc lại là ông ta hồi xưa đẹp trai lắm và hát rất hay và rất giàu có, nhưng mà sau khi ông ta bị điên thì bồ bịch vợ con bỏ ông ta dần dần và ông ta trở thành một cái người hành khất đi ăn xin khắp nơi. Chúng ta nghĩ với ý nghĩa tổ trác như vậy á là cũng đúng, nhưng mà theo cái kiểu của tôi nghĩ thì tổ trác nó mang tính hài hước, tổ trác nó khác với tổ phạt. Tổ trác nó mang tính hài hước hơn. Thí dụ như lâu lâu hay ghẹo một cái là cho diễn viên quên một cái câu thoại nào đó, hay là gặp một cái tình huống té một cái đùng ngoài sân khấu gì đó, thì chúng tôi nghĩ là mọi người thường hay ghẹo nhau là cái này bị tổ trác. Riêng tôi có một cái trường hợp như thế này. Tôi đã từng đóng trên sân khấu 5B vở Vân Tần trong cái vở kịch Vào Cổ Hoài Lan. Tôi đóng vai ông Tư. Cái vở kịch đã đeo đuổi tôi đến 10 năm trời. Đường đi nước bước như thế nào ở trong không gian của nhà hát kịch 5B là tôi đều biết rõ hết. Xong cái lớp tôi hát bài Vào Cổ Hoài Lan, tắt đèn, chuyển cảnh là tôi chỉ việc quay lưng ra phía sau là tôi vạch đúng cái màn. Tôi đi vô cái phòng diễn viên và thấy là đèn sáng và giả lao. Nhưng mà cái ngày hôm đó sau khi tắt đèn tôi quay lưng lại và tôi không tìm ra cái cổng để tôi không tìm ra cái cửa để đi vào trong hậu trường. Mà tôi có lần là tôi có gặp vách tường không? Tôi có đụng được, tôi đụng vết tường, tôi va vào vết tường. Và khi mà cái lời của MC giới thiệu là kính mời quý vị khán giả Nghị Gia Lao, đèn bật sáng lên thì quý vị có thể tưởng tượng không? Đèn bật sáng lên thì tôi thấy tôi đứng ngay ở ngoài cổng ra vô của khán giả. Có nghĩa là nó cách cái cổng mà tôi đi vô phòng diễn viên tới 10 thước hơn. Đó là chuyện không thể nào có được. Tôi là tự nhiên tôi bị lạc đường, mà lẽ ra tôi đi vào phòng diễn viên thì tôi lại đi trở ra cái cổng mà khán giả đứng sát vẽ đi vô. Tôi rất là bàng hoàng về chuyện đó và tôi cảm thấy có cái gì đó nó bất an rồi. Nhưng mà tôi vào tôi hỏi ngay Thanh Hoàng là tác giả của vở kịch đó, tôi nói Hoàng coi giùm tôi là ngày âm lịch ngày này là ngày gì. Thanh Hoàng coi dở sổ, tôi nói ngày coi đúng là ngày này ngày gì, thì ra đó là ngày giỗ của cụ Cao Văn Lòng. Vở Cổ Hoài Lan là tên của một cái bài cổ nhạc của cố nhạc sĩ Cao Văn Lầu. Và đêm đó chúng tôi diễn cái vở đó ngay vào ngày giỗ của cụ Cao Văn Lầu mà chúng tôi không ai nhớ. Không ai nhớ đó là ngày giỗ của cụ. Thế là ngày hôm sau tôi hốt hồn và dế phải làm một mâm cơm và cúng để
để Kiến vừa xin lỗi cụ và cũng vừa làm đám giỗ muộn cho cụ. Thì tôi nghĩ cái này cũng là một cách nào đó gọi chung vui là tổ trác, tức là cái này chỉ là ghẹo chơi thôi, chọc cho chính ngay cái ông Tư là cái vai chính bị lạc đường chơi, mặc là một cái con đường mà tôi đã từng biết quen thuộc trong cái nhạc đó, vậy mà tôi đi lạc, thế mới ghê chứ. Đối với tôi, nếu người ta dựa vào cái ngày tổ để là cái ngày mà nhậu nhạc linh đình say xưa thì tôi theo tôi thì đó là một việc làm không hay lắm. Tôi nghĩ là cái ngày giỗ nên là cái ngày quây quần của văn nghệ sĩ lại với nhau trong đơn vị của mình, hoặc đơn vị bạn cũng được, nhưng mà đó là cái ngày có thể cùng nhau ăn uống, vui chơi, tâm tình, chia sẻ, nhưng mà không phải là ngày say xỉn. Tôi nghĩ đó không phải là ngày say xỉn được, mà nên là một cái ngày càng, đó là cái dịp để văn nghệ sĩ thắt chặt thêm những cái mối thâm tình của mình, để giải tỏa những mối hiềm khích, những gì đó chưa hiểu được trong suốt một năm qua trong công việc, để kết chặt thêm cái tình thân, để từ đó mà cái con đường nghệ thuật nó càng hay hơn, nó càng tốt hơn. Đó là biểu lộ cái sự kính trọng đối với tổ nghiệp là người đã khai sáng con đường nghệ thuật cho mình. Phải nói là trong hai ngày qua, không khí về ngày giỗ tổ tại nhiều nơi tại thành phố Hồ Chí Minh rất rộn ràng. Những chia sẻ của nghệ sĩ ưu tú Thành Lộc mang rất nhiều ý nghĩa thông điệp dành cho các nghệ sĩ trẻ. Các bạn yêu thích nghệ thuật với lòng thành kính nhằm tạ ơn tổ nghiệp. Những bậc tiền nhân đi trước đã gây dựng nên những bộ môn nghệ thuật đầy ý nghĩa. Các hoạt động này sẽ tạo một động lực tốt cho các nghệ sĩ gắn kết với nhau hơn, tạo động lực để họ tiếp tục cống hiến cho khán giả những tác phẩm hay có giá trị.